Quên hết rồi. Nhớ đừng có thẳng lên cái tay qua đó quá, đừng có tròn lên cái chân là nhiều. Phải nghiêng cái chân kềm chút. Đoạn như đó sao đổi thế? Nghiêng lại đâu. Phải không? Lên đó quay. Đúng không? Cô để ra hai cái. Chuẩn bị tư thế cho thích hợp. Báo giải thích xong, chuẩn bị tư thế. Này cô, ý là cô cầm này là y chang trong này nè, không có khác chữ gì đó nè. Mấy kia còn thêm khắc chữ này y chang nè. Rồi, chuẩn bị tư thế thích hợp. Ủa cô lộn hả? Này như này nè. Không cổ anh. Đi cổ đâu? Rồi, cũng báo giải thích nè.